năm yếu tố dinh dưỡng rất là quan trọng trong cái giai đoạn cây trước khi ra hoa, ra hoa và đậu trái đó chính là lân, kali, canxi, bo và kẽm và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao năm yếu tố này nó lại quan trọng và cách sử dụng như thế nào nhé. Chúng ta muốn cây ra hoa nhiều này, ra hoa đồng loạt này hoặc là phân hóa mầm hoa tốt này thì chúng ta bón phân rịa đó chính là bón phân lân và lân được bón cho cây trước khi cây ra hoa khoảng tầm 2 đến 3 tháng để kích thích sự phân hóa mầm hoa ở trong cây và lân thì chúng ta sẽ bón khoảng tầm 2 đến 3 lần à, qua đường đường gốc hoặc là chúng ta sẽ phun qua lá. Đấy, đó là nhiệm vụ chính của lân. Lân có một cái vai trò cực kỳ là quan trọng nó chiếm đến 70 đến 80% cái khả năng ra hoa của cây hay không nhé Cái yếu tố thứ hai đó chính là kali. Tại sao trong giai đoạn này chúng ta lại bón kali ạ? À? Đó chính là kali giúp cho các cành của chúng ta nó sẽ cứng cáp hơn, à, để khi mà cây nó mang trái á, thì nó sẽ không bị gãy cành. Kali giúp cho cây của chúng ta nó sẽ à, các lá non lá già hoặc là đọt non đọt già nó sẽ hóa dài nhanh hơn, để cây nó sẽ chuyển trạng thái từ giai đoạn sinh trưởng phát triển sang giai đoạn à, sinh sản. Khi mà chúng ta bón nhiều kali mà cây hấp thụ lượng kali cao á thì cây nó sẽ giảm hấp thu lượng đạm và như chúng ta đã biết thì đạm là cái nguyên nhân chính làm cho cây nó phát triển đọt non đó mà cây nó phát triển đọt non ra nó ra nhiều đọt non thì hoa ra ít này tỷ lệ đậu trái thấp này đó là lý do tại sao mà chúng ta lại bón kali trong giai đoạn này và kali thì chúng ta sẽ bón thấp hơn lân một chút xíu nhưng mà chúng ta vẫn bón kali nồng độ cao nha khoảng từ 1 đến 3 lần tùy vào cây mà chúng ta đang xử lý ra hoa và kali thường chúng ta sẽ bón qua đường đường gốc hoặc là chúng ta sẽ phun qua lá. Và trong cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy mà cái cây của chúng ta nó phun đọt ra nhiều quá thì chúng ta có thể là bón kali qua lá để cây nó sẽ hấp thụ một cách nhanh hơn và thường là tầm khoảng 2 đến 3 lần chúng ta phun kali qua lá đến khi nào mà cái cây của chúng ta nó hãm đọt được. Đó là cái lý do mà người ta thường sử dụng lân và kali trong cái vấn đề đó là chính là hãm đọt sầu riêng. Lân thì kích thích cây ra hoa phân hóa mầm hoa, còn kali thì làm giảm sự tăng trưởng của cây. Đó, từ đó thì giúp cho cây nó hãm được đọt và nó phân hóa mầm hoa và ra hoa tốt hơn. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là canxi. Vậy tác dụng của canxi là gì ạ? Tác dụng của canxi là giúp cho hạn chế việc rụng trái này, rụng hoa này. Đấy, khi mà chúng ta sờ hoa như thế này này, nó rất là chắc khỏe, đó, nó không bị bị gãy. Thì khi mà chúng ta bổ sung canxi vào một cái lượng vừa đủ thì giúp hoa của chúng ta nó sẽ khỏe hơn. Từ đó mà khi mà nó đã đậu trái rồi á thì nó hạn chế cái việc rụng trái nhé và canxi chúng ta sẽ sử sử dụng vào thời điểm nào thời điểm là khi cây nó đang ra bông nha mọi người đang ra bông này và sau khi mà ra bông nó đậu trái rồi thì chúng ta vẫn bổ sung canxi và chúng ta thường bổ sung canxi vào cái đường là phun qua lá nhá phun qua lá hoặc là chúng ta phun thẳng trực tiếp vào và hoa như thế này luôn đó và hoa vào trái luôn nhé mọi người cái yếu tố dinh dưỡng thứ tư đó chính là bo và bo cực kỳ là quan trọng trong cái giai đoạn này trong giai đoạn này thì bo có tác dụng là nó sẽ làm tăng tỷ lệ hạt phấn này nó kéo dài ống phấn ra này từ đó mà hoa của chúng ta khi mà nở ra nó sẽ thụ phấn đều hơn nhiều hơn và làm tăng tỷ lệ đậu trái cho mình nhé và thời điểm để chúng ta sử dụng bo đó chính là khi mà cây của chúng ta bắt đầu nhú bông ra chúng ta sẽ xịt bo đến khi nào mà cây nó đậu trái rồi chúng ta vẫn sử dụng bo nhé và yếu tố dinh dưỡng cuối cùng và cực kỳ quan trọng thiếu yếu tố dinh dưỡng này cây nó sẽ giảm 50% năng suất đó chính là kẽm và lý do tại sao trong cái giai đoạn này chúng ta phải bổ sung kẽm tại vì là trước khi cây ra hoa chúng ta bón lân chúng ta bón lân để kích thích cho cho cây nó phân hóa mầm hoa này à, chuyển từ giai đoạn sinh trưởng phát triển sang giai đoạn sinh sản này mà khi chúng ta bón lân ở dưới gốc á thì cây nó sẽ không hấp thụ được kẽm nha mọi người đó kẽm và lân nó sẽ đối đối nghịch nhau cây mà hấp thụ lân thì cây nó sẽ không hấp thụ được kẽm vì thế mà chúng ta nên bổ sung kẽm qua đường đường lá và nếu như mà chúng ta không bổ sung kẽm trong cái giai đoạn này thì năng suất của chúng ta nó sẽ giảm khoảng tầm 50%. Đó đó là lý do tại sao mà kẽm đóng vai trò cực kỳ là quan trọng trong cái giai đoạn này. Năm yếu tố dinh dưỡng mọi người lưu ý giúp em. Nếu như mọi người cảm thấy có những yếu tố dinh dưỡng khác mà nó không kém phần quan trọng so với năm yếu tố dinh dưỡng này thì chúng ta có thể comment và chúng ta có thể bổ sung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.